Vâng, cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip thông báo hàng về của ngày 16 tháng 7, 16 tháng 5 năm 2021. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh xin gửi tới quý vị và các bạn duy nhất có hai sản phẩm về với cửa hàng. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc đầu băng cối Akai có modem 635D lút đỏ. Và sản phẩm thứ hai cửa hàng xin gửi tới quý vị và các bạn trong clip thông báo hàng về của buổi tối ngày hôm nay là một chiếc đầu câm của hãng Akai có modem GXC730D. Vâng, 730D thì cũng rất hiếm có, rất ít khi về với cửa hàng, và khi những sản phẩm về với cửa hàng đều được lựa chọn rất là kỹ rồi. Vậy những vị khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết có hai modem về trong ngày hôm nay. Qua clip này, các bạn, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu sản phẩm gì thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop để chốt đơn. Và tại không gian này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang có rất nhiều những siêu phẩm độc đẹp và cũng rất hiếm luôn. Rất nhiều hàng đẹp luôn. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ về hôm trước này. Bác khách hàng nào mà quan tâm yêu thích màu và độ zin đẹp của sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với cô chủ shop để chốt đơn. Rất rất đẹp luôn. Một chiếc đồng hồ có chiều rộng là 42, chiều cao là 38. Màu đỏ rất đẹp luôn. Vâng, và hai sản phẩm về trong ngày hôm nay, cửa hàng sẽ đi chi tiết từng sản phẩm một cho quý vị và các bạn. Đặc biệt nhất thì chiếc đầu câm của hãng Akai có modem GXC730D. Chiếc này thì chạy được cả hai chiều. Các bác bật như cuối cùng này thì chạy hai chiều luôn. Một cuốn băng các bác chạy cả ngày ok được. Khi chúng ta để một cái lốc chạy auto reverse. Vâng, cửa hàng sẽ đi chi tiết cho quý vị và các bạn. Duy nhất có hai sản phẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, chỉ qua một góc máy quay này thôi, khách hàng cũng đã nhìn thấy sản phẩm rất là mê, rất là phê rồi. Vâng, một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ và một chiếc đầu câm GXC730D của hãng Akai. Vâng, và đặc biệt hơn thì cửa hàng sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi khi đóng gói, khi đặt hàng và đóng gỗ của sản phẩm. Cửa hàng cũng đã làm luôn vỏ gỗ cho quý vị và các bạn rồi. Vâng, sản phẩm này thì đẹp xuất sắc luôn. Máy rất đẹp. Các bác nhìn thấy lúm nút của sản phẩm này. Ánh sáng đẹp. Tuyệt vời luôn. GXC730D chạy 2 chiều. Tuyệt vời là đẹp. Và cửa hàng cũng đã đóng hồi gỗ sẵn luôn rồi. Các bác khách hàng chỉ cần chốt đơn và mang về kê vào những chỗ mà các bác ưa thích nhất ở phòng khách, phòng không gian của quý khách hàng. Một chiếc đầu câm của hãng Akai GXC730D. Đây là modem mà được rất rất nhiều các bác khách hàng đang quan tâm đây. Được thiết kế đồng hồ vu, hai đồng hồ vu rất là đẹp. Và các bác có thể để một chiếc đầu băng cối Akai lên như cửa hàng đang trưng bày tại đây thì các bác nhìn đã thấy phê rồi. Vâng, hai đồng hồ vu của chiếc 635D đối xứng với một chiếc GXC730D. Vâng, giá cho một sản phẩm này thì là trên 10 triệu. Hồi gỗ của sản phẩm đây. Vâng, phía sau của sản phẩm đây. Đẹp luôn. Giắc cắm còn rất là mới này. GXC730D không dễ kiếm tìm và được lựa chọn những siêu phẩm đẹp như thế này thì mới là hiếm ạ. Vâng, tiếp theo sản phẩm thứ hai,
cửa hàng xin gửi tới quý vị và các bạn trong clip này. Một chiếc đầu băng cối Akai có modem 635D lút đỏ. 635D lút đỏ như trước màn hình ống kính quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. 635D lút đỏ, vu trắng sứ, miệng kín, và đặc biệt hơn thì là đa cầu điện. Vâng, đã là đa cầu điện thì phải vu trắng sứ mới là hàng xịn. Miệng kín, các bác nhìn thấy là vu trắng sứ này. Vâng, cửa hàng sẽ đi chi tiết cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm. 635D lút đỏ, miệng kín, vu trắng sứ, đa cầu điện, đẹp không tì vết, zin 100%. Rất đẹp luôn, các bác nhìn thấy qua góc máy quay này đã biết là sản phẩm nó đẹp zin xịn như thế nào rồi. Vâng, với một siêu phẩm về trong ngày hôm nay là một chiếc đầu băng cối Akai. Rất nhiều các bác khách hàng thích sử dụng điện 220V đây, thì ngày hôm nay cửa hàng đã về được một chiếc 635D lút đỏ, miệng kín, vu trắng sứ, đa cầu điện. Vâng, các bác nhìn thấy đây đã biết là sản phẩm nó quá đẹp rồi. Tất cả lúm nút của sản phẩm này, các bác nhìn thấy này. Cửa hàng sẽ quay cho quý vị và các bạn có thể nhìn thấy độ ánh và mới của sản phẩm qua một góc máy quay này, qua một thước phim nhỏ này. Vâng, phía trên nóc thì đẹp cực kỳ luôn, nhưng do cao quá nên là đây. Không có một vết xước nhỏ luôn. Siêu phẩm đỉnh đẹp. Đẹp thiếu thùng. Vâng, đẹp trắng như lăm cánh tuyết đây. Siêu đẹp. Như lăm cánh trắng của lan đột biến này. Siêu đẹp luôn. Và cửa hàng sẽ đi chi tiết từ hồi phải của sản phẩm qua phía sau cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận. Đẹp từ con ốc. Quá đẹp, quá phê luôn. Vâng, phía sau của sản phẩm thì quá là mê luôn. Một chiếc 635D đa cầu điện, miệng kín, vu trắng sứ, đẹp tuyệt trần. Series của sản phẩm là 34252, phía đuôi 34252 GX635D. Máy 7 sắc cầu vồng, 110V, 120V và 220V, 240V, 50-60Hz, 70W. Siêu đẹp. Vâng, duy nhất ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh về với góc audio buổi tối của ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2021, có duy nhất hai sản phẩm cửa hàng cũng đã gửi tới quý vị và các bạn rồi. Bên cửa hàng thì có những mức tiền tầm trung 630dB và tách 6100 nguyên thùng, 635D lút đỏ, 635D nguyên thùng xốp. Cửa hàng còn duy nhất hai chiếc thùng xốp và màu đen, màu trắng cửa hàng vẫn sẵn hàng. Vâng, vậy clip của ngày hôm nay cửa hàng cũng muốn gửi tới quý vị và các bạn trong clip này để quý vị và các bạn biết những sản phẩm gì về trong ngày. Vâng, chiếc 635D miệng kín, vu trắng sứ, điện 220V, giá trên 40 triệu. Còn chiếc đầu câm về trong ngày hôm nay GXC730D có giá trên 10 triệu.
dưới 13 triệu 500 nghìn. Dưới 13 triệu 500 nghìn đã có hồi gỗ. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.